Em nói em cần đôi tay, ôm lấy em và ra đêm để những chốn nhiều sao. Yeah, chào mừng. Rồi, chào tất cả Huyền Phúc nha. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta. Gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng hàn cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu. Các bạn đấy lặn chân hồ ở đâu bao giờ chưa? Đi một lần lên hả? Lần này có muốn cùng chồng đi lại không? Rồi, hy vọng hôm nay các bạn có những video đẹp và có những ảnh đẹp ở dưới vị chân hồ nha. Chúc các bạn thành công nha. Rồi, đó là ok. Lên từ từ, ra lên đấy, xin nha. Được. Em ơi, sống lại. 22 trái tỏi. 2 món. Thấp đi, thấp cho nó ngon em ạ. Thấp đi. Thấp ngon nhá. Rồi, mực to chưa này, đồ nó bò này, phè này. Bỏ xuống, nhanh. Chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh yêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn lành và nắng vàng cùng sưởi ấm. Sống tốt hơn bao điều, mình giữ nhau thật chặt nhé. Nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. À, vợ bóp vai cho vợ đi, tối về ăn thưởng nha. Lên đỉnh hôn ơi, con lên đỉnh luôn.